chào các học viên mới. Ta là thầy Đôn, hiệu trưởng trung tâm đào tạo nhân tài. Hoan nghênh các em đến đây học tập. Ở đây các em sẽ được học những môn mà ở trường các em chưa bao giờ được học. Các em sẽ được đào tạo thành một nhân tài thực thụ. Tương lai sẽ được hàng trăm ngàn người ngưỡng mộ bởi tài năng siêu phàm của các em. Giới thiệu với các em, đây là hai hiệu phó của trung tâm. Đây là thầy lớp và thầy bốp. Hai thầy sẽ phụ trách cùng ta trong việc giảng dạy các em sau này. Nhìn hai thầy hiệu phó quen mặt lắm luôn á. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Em có dự cảm không lành. Ha ha, chào mừng các em đến với trung tâm nhân tài. Bây giờ các em sẽ chọn phòng ở của mình. Phòng được thiết kế hoàn toàn khác nhau. Xấu đẹp đều có. Ai chọn được phòng đẹp thì mừng, ai chọn được phòng xấu thì chịu. Ai vào cùng phòng với nhau thì sẽ cùng ngâm. Vậy mà đúng không? Vào phòng cũng có số lượng giới hạn. Ai mà chậm có khi chẳng còn phòng mà ở. Nên là các em phải nhanh chân lên nha. Một, hai, ba. Ủa, sao kỳ vậy? Mình không sử dụng siêu năng lực được. Trung tâm này có gì đó rất kỳ lạ. Hai anh chị đừng có ở đó nói nữa. Chúng ta sắp không còn phòng để ở rồi kìa. Đúng vậy, mình phải nhanh lên thôi. Chạy nhanh lên tắm thuốc. Em mà chậm như vậy là không có phòng cho mình đâu. À! Chớp chạy lên trước xí phòng đi. Liền dắt tám theo sao? Ừ. Phòng gì mà bụi bặm dơ hầy, ai mà ở được? Ai ở thì ở đi, tôi kiếm phòng khác. Tôi cũng đi phòng khác. Nhường cho chết đó. Phòng gì mà bụi quá. Hết phòng rồi hả? Còn mỗi căn phòng này thôi. Các bạn chê không ở nên mình có phòng ở nè. Cái này mà phòng cái gì? Nó giống cái kho cũ thì đúng hơn. Thôi chúng ta chậm hơn các bạn khác thì đành chịu vậy. Dọn dẹp lại chắc cũng ở được mà. Cùng làm thôi. Ừ, được thôi. Mình có mang áo choàng và gói cun. Để có được áo choàng thì mình đã sưu tập thẻ cun khám phá trong mỗi lớp sử cun hộp giấy. 36 thẻ là đủ. Phòng này tụi tôi tới trước, không ai được giành. Sao lại là của bạn? Phòng này tôi xí trước mà. Nè nè nè, tôi mới xí được. Hai bạn đừng có giành với tôi nha. Nhóm mấy bạn tới sau thì đi kiếm phòng khác. Phòng này của tôi. Hết phòng rồi, tụi tôi phải có được cái phòng này. Không ai được giành hết á. Còn tụi tôi thì sao? Phòng không có, tụi này ở đâu? Ở đâu kệ mấy bạn chứ. Sao cái trung tâm lớn như vậy lại thiếu phòng? Còn bắt chúng ta phải tranh giành chứ, ngộ vậy. Đủ phòng thì cần gì dành. Ai mạnh thì có chỗ ở, ai yếu thì khỏi ở. Vậy thôi.
Ý bạn là gì? Đúng rồi, tranh giành đi, đánh nhau đi, cứ vậy mà phát huy. Rồi tụi nó sẽ mất đoàn kết, sẽ không yêu thương nhau nữa. Bọn nhóc này thật ngốc nghếch, có cái phòng cũng giành, ngu nghê. Tụi nó ồn ào quá, bây giờ để tụi nó đánh nhau xong, tụi nó không chơi với nhau nữa, chỉ nghe lệnh ta, ta sẽ điều khiển chúng. Ông thì ghê rồi. Sở hữu ngay xe tua màu Full đa sắc với 33 cây bút tua màu đa dạng trong mỗi xe, khi có 36 thẻ quà Full.